Hi, xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay lại channel của mình. Thì nãy mình lái đoạn là mình đánh á, cái xong rồi nó tự nhiên cái mình nó có một sự cố nha, cái đoạn mình nó có vấn đề gì nè, mình chia sẻ luôn cái lỗi này luôn. Thì thực sự mình cũng không biết sửa sao hết, nhưng mà các bạn nào biết được sửa cách sửa này thì mình cứ comment dưới nha, để mình sửa cái đoạn thử nó như thế nào được không. Đồng thời các bạn nào biết thì mình chia sẻ nha, rồi biết cùng nhau sửa chữa đó. Này này các bạn thấy không, nãy mình đánh cái dây một này, mình đè vô á, chỉ cái ngang số 4 này là nó bị rè các bạn. Này các bạn nghe tiếng không? Bây giờ mình đánh cái ngang dây buông nó bình thường nè, nó tiếng không bị sao hết, dây một á. Rồi cái đè vô dây một vẫn bình thường nha, vẫn bình thường. Rồi tới ngang 4 nó bị rè này, đó các bạn nghe tiếng không? Đó, nó tưng sáng phát là những cái âm mình đã ngăn á, tự nhiên nó rè. Đó, mình thật sự là cũng không biết đó là cái lỗi nó là do cái gì nữa. Mình đoán á, là nó sẽ cái dây một á, mình đè vô á, thì lúc đè vô á, cái dây này nó sẽ bị đụng cái thanh sắt ở phía trước nè, nó bị rung. Mình đoán như vậy thôi. Để mình nhìn thử. Bây giờ mình nè, mình sẽ nhìn thử cái nó có đụng không, mình đánh thử nó đụng không nha. Thực sự là rất là khó nhìn các bạn, mình thấy nó đâu có đụng đâu mà nó vẫn bị rè. Nó các bạn nào có từng gặp cái trường hợp đó chưa, các bạn giúp mình, các bạn comment dưới giúp mình nha. Bây giờ mình thử mình vặn mình lên dây lại thử nó được không nha. Nên đánh như vậy nó nghe khó chịu lắm. Vẫn bị các bạn. Mình thả ra, lúc mà mình thả dây đoạn đoan nó vẫn nghe tiếng rè nha. Đó, mà nghe này, có nghe tiếng không? Bị sao ta? Thả ra thì không sao. Bây giờ đánh ngang một là nó bị luôn các bạn. Tới ngang này nó mới hết, lúc mình thả ra vẫn nghe, mình nghe nhỏ hơn. Giờ mình sẽ lên ra lại thử nó còn bị không. Đó, rồi bây giờ mình nó lên ra lại cái dây một nha, bây giờ mình đánh lại thử nó được không nha. Trời ơi, bây giờ là cái ngang 3 nó bị luôn. Chỉ ngang 3, ngang 4 nó bị. Là sao ta? Các bạn có từng biết cái trường hợp này không? Nếu các bạn biết á thì các bạn chia sẻ mình để mình sửa thử nha. Đó, video này mình làm là để nhất là để các bạn biết á, các bạn chỉ mình sửa. Cái thứ hai nữa là chia sẻ luôn những cái lỗi mà guitar thường gặp. Nếu mà sau này mình có thể tìm được cách sửa cái lỗi này á, mình sẽ đăng lên chia sẻ các bạn biết nha. Thì các bạn biết nếu như bạn nào gặp cái lỗi như tương tự như mình á thì các bạn mới sửa được. Rồi như vậy nha, xin chào tạm biệt mọi người nha.